Và cái trường hợp này nó không có nằm lộ liễu như cái trại giam này, mà nằm giữa ba trại giam lớn nha. Đây là cuối tường nè. Bên ngoài trại giam một là tên Tiến sư Măng nè, đó là trại Phú Phong là do Miễn Mị Hợp xây dựng nha. Bước vào bên kia đó là trại Phú Thọ là do Miễn là do Dân Pháp xây dựng. Tức là hai trại giam do Pháp xây dựng, một trại giam do Miễn Mị xây dựng. Thì trường hợp nó nằm ngay chính giữa. Và nó cũng không có cửa chính để đi vào nữa. Mà mỗi một trại giam ở đây đó đều có một hoặc hai lối nhỏ để dẫn vào bên trong trường cọp này. Nhưng mà họ sẽ ngụy trang ngay. Khi hay tin có đoàn kiểm tra hay đoàn khách lạ nào đặt chân đến Côn Sơn này đó. Còn nữa, khi ngày đó mà họ muốn đưa tù nhân vào bên trong trường cọp này biệt giam, thứ nhất là họ sẽ đánh cho ngất xỉu đi. Nếu không đánh cho xỉu thì họ sẽ luân phiên với đi. Bây giờ đưa vào đường này thì đưa ra đường khác, quay vào đường khác nữa. Dùi cui họ ấn tao gãy người tù, bắt phải cúi mặt xuống đất làm lỗi bước đi. Chính để cho tù nhân nó là không xác định được vị trí mình bị giam giữ. Cũng chính vì vậy mà chuồng cọp này được ém dấu trong vòng 30 năm. Xây dựng là do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1940. Mãi đến năm 1970 kìa, thì mới có một đoàn dân biểu Mỹ ra đây mới phát hiện cái chuồng cọp này. Là cũng nhờ vào những học sinh sinh viên được trả tự do từ bên trong đất liền. Từ chuồng cọp này về. Là bởi vì ngày đó đó, Tổng hội học sinh sinh viên ở trong Sài Gòn nó xuống đường biểu tình. Và lên án cái chế độ lao tù ở Côn Sơn à. Giam giữ những học sinh sinh viên không có án tiết nữa, nhưng mà giam từ 2 đến 3 năm đó. Thì để mà xoa dịu cho cái làn sóng đấu tranh này, Ngụy quyền Sài Gòn mới trả tự do cho 5 học sinh tiêu biểu thôi. Thì từ trong đất liền nó tổng nha họ đưa 5 tên thôi, 5 cái danh sách 5 người. Nhưng mà vô tình là 5 người này đang bị giam giữ chuồng cọp này. Rồi thì khi mà đứa khách đi ra bên ngoài, nó đang mới cứ lợi dụng cái sự sơ hở của cai ngục trật tự ở đây, nó mới quan sát được cái đường đi nước bước vô trong chuồng cọp. Thì thầm vẽ trong đầu bức họa đồ rồi. Về đến Sài Gòn, các anh chưa có về nhà ngay mà được tổng hội học sinh sinh viên đón tiếp và đưa đến. Thì các anh mới vẽ là bản đồ, viết là bản tường trình để mà tố cáo sự thật chuồng cọp ở Côn Sơn. Cũng rất là may mắn luôn. Thì nhóm này mới bắt nói được với một cái nhà báo tiến bộ người Mỹ tên là Đông Rút. Thì ông mới giúp đỡ các anh học sinh sinh viên này đến gặp một đoàn dân biểu Mỹ sang Việt Nam để mà điều tra về cái tiền viện trợ từ Mỹ sang miền Nam Việt Nam. Khi mà gặp được đoàn á, thì các anh mới đưa bản vẽ, bản tường trình. Vì cái đoàn dân biểu Mỹ này mới chất vấn những học sinh sinh viên này. Nói vấn đề chuồng cọp ở Côn Sơn á, chúng tôi cũng nghe rồi chứ không phải là không nghe đâu. Nhưng cũng đã cử rất nhiều đoàn ra đến đó đó, nhưng không ai phát hiện được. Khi quay về họ lại báo cáo rằng là đời sống của tù nhân ở Côn Đảo được chăm sóc tốt lắm. Cái trại giam ở ngoài á, nó mỗi một lần không, nó giống như cái trại hướng đạo vậy. Thì bây giờ mà nếu mà chúng tôi mà ra đến đó đó, mà giờ không phát hiện được chuồng cọp ở ngoài đó thì các anh phải chịu trách nhiệm gì đây? Những học sinh sinh viên này mới nhận mạnh dạn trả lời rằng tính mạng của chúng tôi đã đến đây rồi, thì tính mạng của chúng tôi chịu. Để thêm phần thuyết phục mà canh đang cởi những tấm áo đang mặc trên người xuống luôn, để lộ ra những cái vết tra tấn bằng vôi bột, sao nhọn bực đồng còn in hàng trên da. Tại vị trí này ngày trước cả một vườn rau lan ở đây. Khi mà đoàn đến góc đường này rồi, nhìn cánh cửa cũng có đó, vườn rau cũng có. Nhưng mà cánh cửa mà đi vào chuồng cọp á, thì bên dưới nó phải có lối đi mới là đúng, đằng này không có đâu. Là bởi vì trước có một vài hôm thì vậy hay tin có đoàn ra đây rồi, vậy mới cho tay chân cũ đi cái lối đi này bằng rau rồi. Đó. Thì để kéo dài thời gian xe để đoàn xem còn có cánh cửa hay lối đi nào ở đâu nữa không, thì trong đoàn mới bắt chuyện hỏi vệ tiếp. Nếu không vệ sẽ mời ra sao, vì xem vườn rau xem xong rồi mà ra thôi chứ ở đây làm gì. Đó, thì lúc bấy giờ trong đoàn mới hỏi làm ngài tỉnh trưởng ơi, ngài cho tù ra trồng rau gì vậy? Thì đi hôm đó toàn bộ người Mỹ không có người Việt nữa. Thì vậy nghĩ người Mỹ thì không biết tên gọi rau Việt Nam. Ông mới ậm ừ cho qua chuyện để dẫn đoàn đi ra. Đó, thì ông mới trả lời rau muống. Nhưng mà đi trong đoàn hôm đó, bản thân Đơn Rút là một kỹ sư canh nông, sống và làm việc tại Việt Nam hơn 10 năm nữa. Ông mới trả lời rằng nó ngày nó sai rồi. Theo tôi được biết thì đây là rau lan chứ không phải là rau muống đâu. Đó, thì để chứng minh là mình nó đúng, ông mới cúi xuống mắt một cọng rau. Thì vô tình ông phát hiện cái lối đi đi cọng rau này đã bật cả gốc. Ông nhắc ngay cái lối đi vừa ngụy trang. Đó, thì ông nghĩ rằng ngày thường ở đây nó có lối đi nè. Rau này họ vừa cho ngụy trang cho nên nó chưa có bán rẻ. Thì không đôi co vấn đề là rau cải nữa, mà khoát tay trưởng đoàn là Thomas King trong ngày hôm đó mới đến cánh cửa này và yêu cầu vệ về cho biết sao cánh cửa là cái gì bên trong nha. Và đoàn chúng tôi có thể nào đi qua bên đó để tham quan bên đó được không? Vệ mới trả lời và nói đó là cánh cửa phụ của trại giam bên cạnh đó, mà nó môi mấy chốt bên trong rồi, tôi đứng bên ngoài thì không mở cửa được đâu. Mà con muốn sang bên đó thì dễ rồi, bây giờ tôi mời con không phòng ra xe đi, rồi tôi cứ đưa con đi vào tham quan bên đó. Đó, thì lúc bấy giờ trong đoàn mới nghĩ rằng đây chính là nơi dẫn vào chuồng cọp. Nó mới trả lời như vậy rằng bây giờ chưa nắng lắm, chúng tôi không muốn đi làm vòng rồi. Mà bây giờ làm cách nào đó, ông phải mở cánh cửa này cho đoàn đi qua liền đi. Bởi vì trong đoàn liền hiểu rằng nếu đi theo vệ, vệ sẽ đưa vào hai cái trại giam bên kia. Đó, thì chính vì vậy mà đoàn nhất quyết không đi. Thì lúc bấy giờ vệ mới tức giận rồi nha. Vệ cầm cây can hay gọi cả cây baton đó, đến cánh cửa này.
Vừa trả lời vừa gõ nhịp nhịp cánh cửa. Đó, thì bên trong nó có một cai ngục, nó nghe, nó rồi ngài tỉnh trưởng đã kiểm tra tù chứ không gì hết. Chính vì vậy y ta mới đến mà mở chốt cửa này, cánh cửa đã được bật mở, và đoàn dân biểu Mỹ chớp lấy cơ hội để xô cửa bước vào bên trong, vệ không sao ngăn cản được. 120 chuồng cọp lộ ra trước mắt đoàn dân biểu Mỹ và hình thức tra tấn như thế nào. Và với lỗi kiến trúc kiểu lồng nhốt thú nhỉ như thế này, tù nhân bị biệt giam bên dưới với mệnh danh là chuồng cọp tháp là do thực dân Pháp họ xây dựng. Nhưng mà cái chế độ giam cầm khắc nghiệt nhất chỉ thực sự bước sang thời Nguyễn Huệ mà thôi. Đó là ngày đó khi mà xây dựng hai khu đây, đây là khu chuồng cọp 2, 60 phòng. Quay lưng lại mái đỏ bên kia 60 nữa, đó là khu chuồng cọp 1 đó. Thì thực dân Pháp gọi đây là khu kỷ luật, dùng để mà tắm tố và biệt giam những tù nhân mà cho là thành phần cực kỳ nguy hiểm hay là cứng đầu đưa về đây biệt giam mà mình gọi là tuyên cường. Thì ở đây thì họ tra tấn và giam giữ tù nhân theo mùa. Nếu mà mùa nắng nóng đó, thì mỗi một phòng giam về thời gian rất đông nha, khoảng có lúc 8 người, có lúc 10, 12 người trong một phòng giam. Còn hình thức tra tấn thì những cái thằng lại tắm thế này nó chứa qua với lại nước rồi. Mỗi khi tù nhân mà đấu tranh nó là một đàn áp tù nhân cưỡng bức ly khai, họ sẽ rải vôi xuống, cái đó dội nước xuống. Mà đặc tính của vôi xuống gặp nước có sơn nóng và sôi lên làm cho phỏng da. Và những cái vết thương như vậy lâu ngày thì nó sẽ ăn sâu vào những nhiễm trùng nặng nữa, không có được chữa trị hết. Hoặc là những cái con dồi ở trong thùng vệ sinh đó, nó bò ra, nó bò vào, nó mua bám vào, nó đục, nó khét đen, nó mùi hôi túi đi. Có người bị hoại tử nặng. Còn một mùa mưa, họ sẽ giam tù ra, vì từ mùa mưa nên rất là lạnh. Nó là giam một hoặc hai người trong một phòng giam thôi. Đó, cái hoạt thức tra tấn chủ yếu là cái đứng từ trên là cái dội nước lạnh liên tục, dội nước lạnh xuống bên dưới. Còn thêm vào đó là những cái nhọn như thế này nè, cho thẳng từ trên này xuống tù nhân bên dưới luôn. Tù nhân bị biệt giam với chuồng cọp đó, không có phút giây nào được yên ổn đâu, lúc nào cũng phải căng óc ra để mà đối phó với những cây một trật tự mà đi tù trên này 24/24 luôn, theo dõi mọi cử chỉ hành động của tù nhân bên dưới. Có những lúc lúc phải nó mà đàn áp tù nhân khắc nghiệt lắm, đến nỗi mà họ đi trên này hỏi xuống bên dưới mà tù nhân trả lời đúng cũng lôi ra đánh nè, trả lời sai cũng lôi ra đánh nè, hoặc là lợi dụng cho cái bệnh tật của tù nhân ra đánh. Như là đây tới giờ ăn rồi họ đi tù trên này, họ nhìn xuống bên dưới thấy có ai đó nằm đó không ăn, hỏi chúng mình đi đấu tranh tuyệt thực hay làm gì cho ăn không chịu ăn. Thì những người khác nó bảo là anh này bác này chú này đau ốm bệnh nặng ăn không được. Một lần thôi, lần thứ hai là bắt đầu họ kiếm cớ họ đánh này. Đó bắt đầu lần thứ hai họ kiếm cớ họ đánh, lần sau cái tù nhân mình biết rồi, hãy mình thấy họ kiểu đi ngang qua cái mình sợ người đấy vậy lấy muỗng đút cho anh. Xong cái họ nói rằng ở trong tù mà còn sướng không, ở trong tù mà còn tốc độ người khác ăn cái sự ăn bắt người khác tốt nữa hả, mà tao bay đâu cũng mở cửa đánh mình chậm. Hoặc là những cái bệnh tật như là ở đây có một em học sinh sinh viên này khoảng 20 tuổi thôi, thì đưa từ đất liền ra đây ra, thì em là người trẻ tuổi nhất trong phòng đó, cho nên em thường dậy đi ra bên ngoài lấy cơm hay là đổ thùng vệ sinh, mà mỗi khi mà đi ra bên ngoài là lấy cơm hay đổ thùng vệ sinh là bị đánh theo luôn. Bởi vì khi mà ra một cái đó, là mình phải chạy cho nhanh là bị đánh ít, nếu ai mà đi từ từ chậm chậm là bị đánh nhiều. Mà bữa ăn nào mà cơ tương mờ mộ tương ôi hay là bị da đó là cấm tù nhân không được nói chuyện với tâm sự bạn bè, bất thể nằm tim trong các tù nếu ai trái đến là tôi ra lắm. Gọi một cái tên rất là mỹ danh đó là phòng tắm nắng, nhưng mà thực chất thì các cái phòng này chính là nơi mà tiếp tục phạt tù nhân, đưa tù nhân từ bên trong phòng giam này ra đây phạt phơi mưa nắng sương gió bất kể ngày đêm luôn. Mà cái thời tiết mà sau khi Tết đó thì thời tiết ở Côn Đảo nắng rất là gay gắt ha, và như vào mùa này là bắt đầu mùa mưa rồi, bây giờ từ sáng như thế tưởng như ngày hôm nay phơi mưa từ sáng đến giờ mà có ai can đảm mà đứng phơi mưa từ sáng đến giờ không? Đó mà có bắt bộ tù này đó có người bị phạt đưa ra đây cả tuần lễ. Mà không chỉ phơi mưa phơi nắng không đâu, còn thêm vào đó là đòn roi rồi ăn uống thì đói khát nữa nè, đó là cởi hết đồ ra rồi bỏ vào trong đó thôi, vừa là tắm nắng đó. Những người mà đi đổ thùng vệ sinh có cái nhiệm vụ như thế này là khi sau khi mà đổ xong cái thùng vệ sinh á thì bao giờ họ cũng cho được một lon nước để tráng, nhưng khi mà đổ ra đó tráng xong rồi mình đổ ra đó, nếu như cai ngục trật tự mà nhìn hoặc là họ đứng bên cạnh nó đổ ra hết đi, nếu không sẽ bị ăn đòn. Còn nếu không nhìn nó thì đổ ra chút xíu cho có lệ thôi, còn phải chừa lại bên trong một ít nó rồi ôm cái thùng nước chạy cho lẹ vào bên trong phòng giam. Rồi cô chú anh chị biết là chừa nước trong đó để làm gì không? Là đúng rồi, về vào trong phòng giam chia lại cho anh em uống thêm, uống nước trong thùng cầu là xúc miệng bằng nước tiểu. Vì ngày đó có những đợt họ cấm cho mày 4-5 ngày không phát nước uống thì làm gì mà có nước để mà uống đâu. Uống nước tiểu, mà uống nước tiểu mà không có nước uống hay đâu, có nước tiểu mà uống, rồi uống nước trong thùng cầu này nè. Mà nếu không uống, không ăn như vậy á, thì mình sẽ chết, mà chết thì sẽ thua nọ.
cho nên mình bằng mọi giá phải ăn. Nó quen những mức mặt cơ như vậy. Có khi họ cho tù nhân đi ra ngoài lấy, nhưng cũng có lắm lúc họ đưa cơm vào tận phòng giam. Nhưng khi đưa vào đây đó, và đặc biệt là mùa gió chướng nè, đó là gió nó sẽ thấy mà bên ngoài này cát ha. Họ không mở cửa đưa cơm vào liền cho ăn đâu. Họ để cơm ở phía trước này, ở trước phòng này, để cho cát nó bay nấp vào tô cơm này, hoặc là đồ để nó bu vào đen hết trơn thì đó, rồi sau đó mới mở cửa đưa cơm vào cho tù nhân ăn. Rồi ăn cơm bằng gì? Ăn bằng đôi tay này. Còn đi vệ sinh bằng gì? Cũng bằng tay luôn. Coi như là các bác nói phải ăn, nhưng mà vẫn phải bóc cơm nó để mà ăn. Ăn cái gì cũng sử dụng bằng tay hết. Con xin quay lại vấn đề trường hợp bị phát hiện ha. Thì khi mà đồng dân biểu Mỹ mà đặt chân vào bên trong trường hợp này, thì lúc bấy giờ họ mới tận mắt và chứng kiến thế nào là trường hợp ở Phương Sơn. Thì nó rung động như thế nào? Tình trạng vệ sinh này vô cùng là tồi tệ, mà cái mùi hôi thối của nó gây lên. Và họ giam giữ đầy đủ thành phần tuổi những học sinh sinh viên 15, 16 tuổi nhà sơ yêu nước, hay là một bà già 60 tuổi bị mù hai mắt cũng bị giam cầm ở đây. Thì với lúc bây giờ có một số người biết mọi người mới đứng lên tố cáo trực tiếp với họ, thì họ đồng là dân biểu Mỹ mới lén ghi âm và chụp hình. Thì khi đó vệ từ bên ngoài vệ bước vào á, vệ cấm toàn không được chụp hình, vệ nói đây là cái khu vực cấm toàn không được chụp hình, vệ đòi tịch thu toàn bộ cái phim ảnh mà đoàn đã chụp. Nhưng mà đoàn làm bệnh xá, nhưng mà hãy liên tưởng đến bệnh xá Phú Hải giùm em. Bệnh xá Phú Hải sao thì bệnh xá trong trường cọp y vậy thôi, để họ thực hiện cái kế ly gián vô cùng là thâm độc đối với lực lượng tù chính trị của ta.